thì mình cũng như lúc mình đặt á, mình thứ nhất là cái sản phẩm mình nhìn mình cũng thấy ưng, thứ hai nữa là ông chủ làm thì cũng cái khuôn mặt cũng rất là đáng tin cậy, thật sự là như thế. Đầu tiên là niềm tin, sau đấy thì là đúng là mình cũng chưa được nhìn, chưa được biết, nhưng mà cũng trực giác thôi, nhưng mà sản phẩm mình cũng nghĩ mọi người an tâm. Vâng, chào mừng quý vị trở lại kênh YouTube của Đồ Gỗ Tùng Tám nhé. Vâng, hiện tại là 10 giờ của ngày 28 tháng Giêng âm lịch của năm 2021. Vâng, em đang có mặt tại quán cà phê của chị Hương ở Phúc Yên đây. Vâng, để bàn giao cho chị một bộ sản phẩm, bộ đồ thờ. Và đây quán cà phê của chị là khách rất đông, giữa buổi sáng khách uống cà phê rất đông. Ở đây gia đình chị bán cả đồ gốm sứ đây. Còn thì quý vị cùng em đi lên trên phòng thờ để tham khảo một bộ án thờ nhá. Tận trên tầng 3 đây các bác. Và ở đây là Phúc Yên, đây là Phúc Yên. Rất là đẹp. Vâng, đây em vừa bàn giao cho nhà chị Hương nhỉ. Thế chính là địa chỉ ở đây chính xác là gì chị nhỉ? Cao Minh, thuộc thành phố Phúc Yên. Vâng, thuộc thành phố Phúc Yên rồi. Vâng, thì đây là nhà chị Hương nhỉ. Vâng, thì em vừa bàn giao cho chị là một bộ án thờ đấy. Đây thuộc thành phố Phúc Yên rồi. Rất là đẹp, đây trên tầng 3 của nhà chị đây. Chất liệu gỗ mít các bác nhé, là cái này có kích thước là dài 1m87 và rộng 87, cao 1m17, kèm chiếc bàn cơ rất là đẹp. Thì hôm nay chị em chở đồ rồi thì chị cho em xin ý kiến là như thế nào, chị có ưng ý như lúc chị đặt không ạ? Thật ra thì mình cũng như lúc mình đặt á, mình thứ nhất là cái sản phẩm mình nhìn mình cũng thấy ưng, thứ hai nữa là ông chủ làm thì cũng cái khuôn mặt cũng rất là đáng tin cậy, thật sự là như thế. Đầu tiên là niềm tin, sau đấy thì là đúng là mình cũng chưa được nhìn, chưa được biết, nhưng mà cũng trực giác thôi, nhưng mà sản phẩm mình cũng nghĩ mọi người an tâm. Vâng, tức là chị cũng là chỉ xem nha, trên mạng. Vâng, đúng rồi. Vâng, chị đã đặt xem trên mạng thôi, lần đầu tiên nhìn thấy mặt đấy. Vâng, thì chị đã tin tưởng và chị đã mua bộ án thờ của cơ sở Đồ Gỗ Tùng Tám này. Vâng, thì thay mặt cơ sở em xin cảm ơn chị nhé. Vâng, rất cảm ơn chị. Vâng, cảm ơn chị rất nhiều và chúc chị mạnh khỏe và làm ăn bán hàng thật là đắt khách nhé. Vâng, để chúc cơ sở Tùng Tám là luôn luôn thịnh vượng và được nhiều sức khỏe. Vâng, thì em cảm ơn chị. Vâng, thì đây, các bác nào có nhu cầu sở hữu một bộ án thờ như của chị Hương ở Phúc Yên này thì cứ xin liên hệ cơ sở Đồ Gỗ Tùng Tám nhé. Cơ sở em phục vụ tận nơi và lắp đặt tại nhà luôn. Và chất liệu gỗ mít các bác. Và em xin cảm ơn mọi người nhé.